Xin chào các bác nhá. Tiếp tục em lên cho các bác hai con bếp từ hàng của đồ địa Nhật các bác nhá. Một con này thì nó là hàng Iditorama các bác nhá. Con này là của Iditorama này. Con này là hàng Tefal này. Hai con này thì nó sẽ rất là gọn gàng và tiết kiệm điện các bác nhá. Tất cả này thì nó hàng đều là hàng đồ địa của Nhật hết các bác nhá. Đấy, dùng bền bỉ và đun rất là tiết kiệm điện. Siêu tiết kiệm luôn này các bạn. Đấy, phải nói là siêu tiết kiệm điện luôn. Con này kích thước của nó đây các bác này. Đấy, cái đường kính này của nó là 18 này. Các bác nhá, đường kính này của nó 18 cm này. Còn chiều ngang này của nó chắc khoảng 20 thôi các bác nhá. Đây. Một gang tay của em này, bếp rất là gọn, cầm đơn giản lắm nhưng mà đun thì sướng lắm. Rất dễ dùng. Đấy. Đây là bật các chế độ này và đây là tắt này. Đấy, tăng giảm này. Con bếp này thì công suất của nó là công suất của con này của nó là 1000 các bác nhá, 1000W. Đấy. 1000W nhưng mà đun cũng rất là nhanh các bác nhá, không hề nhỏ nhẹ đâu. Đấy, đun cũng rất là nhanh, không hề gọi là đun chậm đâu. Nhiều bác cứ hình dung mà là cái những con bếp từ của Nhật này đun nó chậm nhưng thực ra nó không chậm quá nhiều kinh khủng như các bác nghĩ, mà nó đun cũng rất là nhanh các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó là hàng Tefal. Tefal là một con của Pháp. Con này công suất là 1400 các bác nhá. Ở bên Nhật ấy, thì cái công suất mà lớn nhất ấy, bếp từ này các bác này thì nó là 1400. Bên mình thì có thể là 2000 hoặc 2500, 3000 đúng không ạ? Nhưng bên Nhật nó chỉ có 1400 thôi các bạn. Tức là công suất tối đa của họ cao nhất ấy, là 1400 là hàng nội địa. Còn hàng xuất khẩu thì nó có thể có 2000 hoặc 2500. Nhưng mà riêng hàng nội địa các bác nhá, riêng hàng nội địa của Nhật thì chỉ có 1400 là cao nhất. Đấy, 1400 này, 1200 này, 1000 này, 700 này, 800 và có những con còn 300 cơ. Bởi vì sao? Người Nhật người ta là chú trọng đến cái dinh dưỡng trong thức ăn. Còn người Việt mình thì lại là gì ạ? Cần sự nhanh chóng. Đấy, ôi giời, đun nhanh ào xong để tôi còn ăn, xong tôi còn đi làm. Đấy, nhưng mà đấy là thời xưa các cụ rồi. Còn thời bây giờ là gì ạ? Mình phải ăn sạch, uống sạch và ăn có chất lượng. Các bạn, ăn có dinh dưỡng. Đấy, thì mình cũng nên dùng như người Nhật này. Đun từ từ vừa phải thì nó sẽ giữ được cái hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn. Ví dụ như em nói nhé, các bác luộc rau, các bác đun sôi ngục ngục. Đấy, rau nó sẽ bị ạ, mất hết các cái hàm lượng dinh dưỡng, hết cái vitamin trong cái rau củ quả. Đấy, nhưng người Nhật người ta sẽ đun từ từ thì cái rau nó chín ở mức độ vừa phải. Đấy, nó sẽ không làm mà bay hết các cái hàm lượng dinh dưỡng trong cái rau hay là thức ăn đó. Hay là em nói như là các cái protein trong thịt, các bác mà đun nó kinh khủng quá, nhanh quá thì nó cũng làm gì ạ, mất hết cái hàm lượng protein. Nhưng với người Nhật người ta đun ở mức vừa phải thì nó giữ được cái hàm lượng protein. Đấy, ăn nó có chất hơn. Cá như bên mình đúng không ạ? Cá là mình phải rán giòn mình ăn đúng không ạ? Nhưng không, bên Nhật nó có thể ăn sống được bình thường. Đấy. Nên là các bác dùng những con bếp của Nhật này, thứ nhất là gì ạ? Nó đơn giản, dễ dùng. Cái thứ hai tiết kiệm điện, cái thứ ba là bền thì thôi khỏi phải nói luôn, siêu bền luôn. Đi với 5 tháng các bạn. Riêng cái hàng nội địa của Nhật. Thì hai con này thì nó là em báo giá luôn. Con này để các bác là 280.000 này. Đấy, con này là 280 này. Con này để các bác là 450 này. Đấy, thì bác làm mà chốt thì alo em nhá. Một con 280, một con 450. Bác nào chốt con nào em test bàn giao con đó, được chưa ạ? Các bác chốt con Iditorama này thì em test con này. Bác nào chốt con Tefal này thì em test con này. Đấy, con này 1400, con này 1000. 1000 với 1400 đun nó không quá chậm đâu các bác nhá. Ví dụ như cái bếp của các bác là đun 2000W đúng không? Các bác đun trong vòng tầm khoảng là 2 phút là nước nó sôi đúng không? Thì con này nó sẽ gì ạ? Mất 2 phút rưỡi hoặc 3 phút. Tức là nó chỉ thêm đến 30 giây hoặc là 1 phút thôi. Đấy, mà nấu ăn thì mình không cần phải kinh khủng đến mức độ mà 1 phút mà không đợi được hay là 30 giây mà không đợi được, đúng không ạ? Đấy. Thế nên là bác nào chốt thì alo em nhá. Tiết kiệm điện này, bền bỉ này. Đấy, rồi an toàn này. Nhưng mà thiết kế cũng đẹp nữa. Tiết kiệm điện. Đấy, bác nào mà chốt một trong hai con này hoặc có thể lấy cả hai con thì alo em nhá. Xin chào các bác.